Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 16, Quyền lợi Quất Hồng Cổng thận thuật lại sau khi gả vào trịnh gia. Huệ Hòa quận chúa nghe nói nhị thái thái nhà chúng ta là cư sĩ tu tại gia thì mời bà đến giảng kinh, từ đó rất yêu thích lầm gì cũng nhớ được là điền thị rất nổi tiếng, nhất là nốt ruồi chu sa ở giữa ấn đơn pha gờ của thị, mọi người đều nói thị trời sinh đã trông giống quan âm. Cộng thêm điền thị ăn chay từ bé, ngay cả sư phụ trong chùa cũng khen ngợi thị có tấm lòng từ bi. Làm cư sĩ ra ngoài giảng kinh cho người khác nghe, vốn cũng là một dạng tu hành. Nữ giới trong trạch viện của các gia đình lớn ít nhiều đều có chuyện phiền muộn chẳng thể nói với người ngoài dẫu là người thân phận cao quý như Huệ Hòa quận chúa cũng không ngoại lệ. Cho nên bất kỳ ai cũng sẽ thích nữ quyến am hiểu kinh Phật như nhị thái thái điển thị, huống chi điển thị còn có khuôn mặt từ bi giống quan âm đại sĩ. Nghĩ tới đây Lâm Di khẽ mỉm cười, thảo nào y phục trang sức của Lâm Phương nhìn cầu kỳ hơn các tiểu thư trong phủ rất nhiều. Chẳng qua, điển thị thật sự không xứng với hai chữ cư sĩ này, càng khỏi nói đến chuyện sánh với quan âm đại sĩ. Nếu quả thật có lòng từ bi, Điền Thị đã không bảo Lâm Phương dẫn nàng tới Phương Phị Uyển để rồi vô tình bắt gặp cảnh Liễu Di Nương đang sắp xảy thai. Thị nên trực tiếp ra mặt cứu mẹ con Liễu Di Nương mới đúng. Mấy ngày nay nhớ để mắt chỗ nhị thái thái, nghe ngóng được bất cứ tin tức gì cũng phải về nói với ta. Lâm Di nhỏ giọng dặn dò quất hồng. Lão thái thái chi chính đã nhắc nhở nàng chú ý đến nhị thái thái điển thị còn chuẩn bị cho nàng một hai món nhìn qua trông như lễ vật ra mắt để dùng khi cần. Mấy ngày tới nàng phải bỏ thêm chút công sức rồi. Lâm Di vừa nói xong thì Bạch Thược đến chào nàng. Nhị ra đã không việc gì. Nô tỳ xin trở về báo cáo với Lão Thái Thái để Lão Thái Thái được yên tâm. Bạch Thược là nha hoàn thân cận của Lão Thái Thái chi chính. Tùy ăn mặc cũng như đại nha hoàn ở chi thứ hai nhưng thần thái sáng sủa, ăn nói mạch lạc hơn nhiều, tiếp chuyện với người như vậy cũng thoải mái. Quất Hồng và Linh Lung đón Bạch Thược vào phòng. Bạch Thược cười nói, còn một việc phải làm phiền lục tiểu thư, lão thái thái đã nhận lời giúp Lâm ra sửa bức theo kia, cho nên tính trúc tỷ tỷ sẽ thường tới đây. Lâm Di kéo Bạch Thược đến ngồi xuống cạnh mình, tỷ tỷ trở về nói với bá tổ mẫu, có thời gian ta sẽ sang thỉnh an bá tổ mẫu. Nụ cười của Lâm Di khiến Bạch Thược thả lòng người hơn. Bốn người cười nói vô cùng thân thiện. Trần Doãn Viễn nghe Tiêu thị kể lại là con trai ồn ào đòi học cưỡi ngựa thì bật cười, thằng nhóc này rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi. Tiêu thị nhíu mày, lão gia còn hùa với nó. Vừa ngã ngựa xong, giờ mà lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao? Trần Doãn Viễn không cho là đúng, nam tử triều đại Chu ai chẳng biết cưỡi ngựa, nói như bà thì cái gì cũng không cần học. Đúng là lòng dạ đàn bà, không hiểu được đại sự. Tiêu thị bị trượng phu kiển trách, vành mắt liền đỏ hồng. Tôi không hiểu đại sự đấy, tôi chỉ biết tỷ tỷ đã phó thác lão gia và huynh muội hoành ca cho tôi. Nếu không thể chăm nom mấy người thỏa đáng, sau này tôi sẽ chẳng còn mặt mũi đi gặp tỷ tỷ nữa. Nghe nhắc tới người vợ đã mất, lại nhớ tới tiêu thị vất vả mấy năm qua, Trần Doãn viễn thở dài, ngồi xuống kéo tiêu thị ôm vào lòng. Được rồi, ta hiểu tấm lòng của bà, làm gì thì chỉ cần về sau tìm cho nó một tấm chồng tốt là được. Nhưng Hoành ca là nam nhi, tương lai không xông pha va chạm thì làm sao cáng đáng được cái nhà này. Nghe thấy giọng điệu của Trần Doãn Viễn không được lạc quan, tiêu thị ngẩng đầu lên nhìn trượng phu, quả nhiên thấy ông đang cho mày, lão ra sao thế? Có phải năm nay đánh giá thành tích không được thuận lợi? Không phải chuyện đánh giá thành tích, Trần Doãn Viễn chưa bao giờ nhắc tới công việc trước mặt vợ con. "Lão gia không cần gạt thiếp." Tiêu thị ngồi thẳng lên, trước khi vào kinh lão gia đã nhiều tâm sự, mấy ngày qua trông lại càng thêm nghiêm trọng, không phải vì công việc thì còn gì nữa. Tới nước này rồi mà lão gia còn không chịu nói thật với thiếp nữa sao? Trần Doãn Viễn đứng lên, chắp tay sau lưng đi lòng vòng quanh phòng. Mấy năm nay ở Phúc Ninh ta đắc tội không ít người, những người đó đều đã sớm tìm thành quốc công làm chỗ dựa. Mà năm ngoái thành quốc công lại có công dẹp giặc oa nên được lòng thánh thượng. Tiêu thị căng thẳng hỏi, ý lão gia là, thành quốc công muốn đối phó với lão gia. Trần Doãn viễn mỉm cười, đối phó gì chứ, một viên quan tép diêu như ta, thành quốc công chỉ cần phẩy tay một cái thì mọi thứ sẽ đơn giản như bóp chết một con kiến hôi thôi. Ông ngừng một thoáng mới nói tiếp, Mấy năm qua ta không ít lần tố cáo thành quốc công, chỉ có điều ba đời thành quốc công đều là công thần, lúc đương kim hoàng thượng lên ngôi còn là đại thần phụ chính, há có thể để một nhân vật thấp bé như ta hạch tội ư? Tiêu thị ủ ê bảo, nếu phu quân đã biết được từ sớm, tại sao còn như vậy? Trần Doãn viễn lắc đầu, thấp giọng nói, ta không như vậy như còn thế nào? Chẳng lẽ cũng thông đồng với bọn họ làm bẫy? Mặc kệ bọn họ tham ô của công thuê mướn thổ phỉ giả làm giặc oa. Tiêu thị lần đầu tiên nghe thấy Trần Doãn Viễn nói về những chuyện này nên không khỏi kinh ngạc, lập tức cuống quýt nhìn quanh để xác định không có ai khác nghe lỏm. Năm nào Phúc Kiến cũng bị giặc oa đánh cướp, hễ nghe thấy bên ngoài có dị động, bà và hai đứa trẻ đều kinh hoàng cực độ, đừng nói chi đến dân chúng chỉ có thể mặc người chém giết ở ngoài. Mỗi lần nghe nói triều đình tăng cường viện binh cho Phúc Kiến, bọn họ đều vô cùng mừng rỡ, không ngờ thực tế lại chẳng phải vậy nói tới đây nên trần doãn viễn quyết định thẳng thắn luôn lần này ta đưa cả nhà về kinh không chỉ vì lễ mừng thọ của lão thái thái mà còn sợ mọi người ở lại phúc kiến không ai trông nom dù sao trong kinh vẫn còn nhà mẹ của bà ta mà có xảy ra chuyện gì gia tộc trần thị và nhà mẹ của bà cũng sẽ không bỏ mặc ba mẹ con bà nghe trượng phu nói những lời này tiêu thị không kiềm được nước mắt phu quân nói gì vậy Bây giờ Hoành Ca và Lâm Di còn nhỏ, Phu Quân không thể không nghĩ cho mẹ con thiếp, cùng lắm thì Phu Quân từ quan về nhà. Từ quan? Nào có dễ như thế? Thấy tiêu thị căng thẳng, Trần Doãn Viễn liền lên tiếng Trần An, đó cũng chỉ là dự tính cho tình huống xấu nhất thôi, hiện giờ người chống đối thành quốc công không chỉ có mình ta. Lâm gia mà bà nhắc tới lúc trước ở thời cao tổ cũng bị thành quốc công mưu hại, mấy năm qua phải lui về ở ẩn hiện giờ có hậu bối tài giỏi nên họ mới nuôi ý định trở lại triều đình đối phó với thành quốc công. Nghe nói tới đây, tiêu thị thẳng thốt kêu lên, thảo nào hôm nay lâm đại thái thái cho người mang quà tới tặng, còn mời thiếp tới lâm gia làm khách. Vừa nói tiêu thị vừa lấy lễ vật và thiệp mời lâm gia gửi tới cho Trần Doãn Viễn xem. Quà tặng của lâm gia là hai chiếc châm hoa bằng ngọc bích chạm trổ hình nhành trúc nạm vàng và một đôi hoa tai hình giọt nước bằng thạch anh. Tuy Thiếp và Lâm Đại Thái Thái lúc nhỏ thường qua lại với nhau, nhưng phần lễ vật này cũng hơi long trọng quá mức. Nhìn hai món quà tặng, Trần Doãn Viễn mỉm cười, Lâm gia có thể như vậy cũng là chuyện tốt. Lâm gia hiện giờ không còn như trước, nhưng căn cơ nhà họ vẫn còn rất vững, có danh tiếng không nhỏ trong giới thư hương. Ý lão gia là? Trần Doãn Viễn gật đầu nói, dẫn Lâm Di ra ngoài giao du nhiều một chút cũng tốt. Tiêu thị mừng rỡ đáp, nếu nghe được gì từ lâm gia thiếp sẽ về nói cho lão gia biết. Lập gia đình đã nhiều năm mà tiêu thị vẫn đơn thuần như trước, chuyện lớn thế này làm gì có ai cứ nhắc mãi bên miệng chứ. Trước khi xác định hai nhà có cùng nhận thức, lâm gia tuyệt đối sẽ không để lộ nửa câu. Trần Doãn viễn nhìn tán cây ngoài cửa sổ, lại nhíu mày suy tư. Hôm sau, lâm di bước vào phòng nhị lão thái thái đồng thị thỉnh an, Bên tai đều là tiếng Lâm Phương huyên thuyên với Đồng thị về chuyện sắp được cùng Điền thị tới làm khách của phủ Huệ Hòa quận chúa. Nhị lão thái thái Đồng thị bảo Lâm Di ngồi xuống cạnh đó rồi thân thiết hỏi Lâm Phương, "Đã chuẩn bị quà tặng chưa?" Lâm Phương nhèn môi cười, "Cháu định vẽ một bức tranh quan âm ạ." À. Mấy năm gần đây, tài vẽ tranh của Lâm Phương càng lúc càng tiến bộ, hơn nữa có Nhị thái thái Điền thị, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhị lão thái thái gật gù liên tục ừ tặng lễ vật như vậy đủ chứng minh mình có lòng lâm phương cười nhìn lâm di dùng tiền mua thì thường quá lục muội 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 cũng thấy vậy đúng không vâng lâm di phối hợp nói theo lâm phương quả nhiên càng thêm vui vẻ nũng nịu gối đầu lên đùi nhị lão thái thái đồng thị chẳng qua tới giờ cháu vẫn chưa có trang phục với trang sức thích hợp nhị lão thái thái lập tức mắng yêu thấy chưa, thấy chưa, nói tới nói lui vẫn là muốn vòi vĩnh đồ của ta đây mà. Lâm Phương nghiêm túc nói, là cháu gái sợ làm mất mặt tổ mẫu thôi. Có thể được mời tới phủ quận chúa đều là khuê tú nhà quyền quý, cháu gái nào dám qua loa. Nhị lão thái thái đưa tay dí nhẹ lên vầng trán trắng nõn của Lâm Phương, đúng là miệng ngọt như đường. Lâm Phương ôm chán, cười nhìn Lâm Di, lục muội 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 xem tổ mẫu keo kiệt chưa kìa trường bối như tổ mẫu phải mở hầu bao rộng rãi với hậu bối như chúng ta mới đúng lâm di cũng cười theo trên đường trở về phòng thấy bên cạnh không có ai khác linh lung không nhịn được nhỏ giọng nói chẳng qua chỉ tới phủ quận chúa một chuyến mà tứ tiểu thư phải ồn ào cho cả phủ biết mới được có thể làm khách của quận chúa lâm phương dĩ nhiên muốn khoe khoang khắp nơi rồi dù gì chẳng phải ai cũng có thể được quận chúa mời làm khách. Nhị thái thái điển thị giảng kinh, tứ tiểu thư lâm phương vẽ tranh quan âm, hai mẹ con nhà này đều một lòng hướng Phật nhỉ. Lâm di thấp giọng dặn dò linh lung, một lát nữa em hãy tìm cách đi hỏi dò chuyện của huệ hòa quận chúa. Linh lung thưa lại, nếu có người hỏi, nô tỳ sẽ bảo rằng nghe nói tứ tiểu thư chuẩn bị tới phủ huệ hòa quận chúa làm khách, cho nên thấy tò mò. Lâm Di gật nhẹ, nhân lúc Lâm Phương gióng chống khua chiêng về chuyện được mời tới phủ huệ hòa quận chúa chơi, có hỏi thăm về quận chúa cũng sẽ không bị người khác thắc mắc. Lâm Di đi tới rừng trúc, sắp bước qua cổng nguyệt lượng thì đàm ma ma bên cạnh tiêu thị tươi cười bước lại, lục tiểu thư, thái thái mời người sang đó một chuyến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 17, bắt đầu. Lâm Di theo đàm ma đến bích vân cư của tiên thị nhị lão thái thái đồng thị đã sửa sang lại căn viện ở phía tây phân cho vợ chồng Trần Doãn Viễn. Đây là một gian tứ hợp viện nhị tiến, trong sân có trồng hoa quế vàng và quế trắng nở suốt bốn mùa, mỗi lần có gió thổi qua, hương thơm lại bay khắp viện. Dù nhà lâm di không thường ở trong kinh, nhị lão thái thái đồng thị vẫn luôn cho người quét dọn cẩn thận, tính ra về hình thức cũng không chê trách bà ta được điểm nào. Nơi này so với nhà của bọn họ ở Phúc Kiến thật sự tốt hơn nhiều, cho nên lúc dọn vào đây, tiêu thị vô cùng vui mừng. Tiểu nha hoàn vén rèm cho Lâm Di vào trong. Tiêu thị và đại nha hoàn lạc dung ngồi trên kháng gần cửa sổ thắt nút vải. Nhìn thấy Lâm Di, tiêu thị vừa ra hiệu bảo nàng ngồi xuống cạnh mình vừa sai bảo lạc tuyết, đi múc cho lục tiểu thư một chén chè hạnh nhân, nhớ bỏ thêm ít mật ong và bột đường. Loại giường được xây bằng gạch, bên trong rỗng để có thể bỏ than vào sưởi ấm khi trời lạnh. Nhìn Lâm Di ăn chè, tiêu thị vui vẻ hỏi, hai ngày nay con có khỏe hơn được chút nào không? Từ sau lần liễu di nương xảy ra chuyện, dường như nhà bếp chung cũng thay một số người. Nàng cũng được chăm nom đặc biệt hơn, nhất là sáng hôm nay, chỉ riêng điểm tâm đã có tận ba món. Ban đầu nàng đã cảm thấy sẽ không dễ dàng tra ra người hạ độc mình kiếp trước, quả nhiên chẳng sai, chỉ cần gió động cỏ lay người nọ lập tức thu tay ngay đến cùng có phải là đại bá mẫu ra tay hay không nàng vẫn chẳng thể khẳng định nhìn lâm di giúp mình thắt nút vải động tác thoăn thoắt tiêu thị cười nói có nhớ thái thái nhà họ lâm mẹ nhắc với con lần trước không lâm di dừng tay tiêu thị nói tiếp lâm đại thái thái lại cho người tới đưa thiệp mời chúng ta sang uống trà từ chối mãi cũng không hay nên mẹ đã nhận lời con về chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe sang đấy. Chuyện nên tới rốt cuộc cũng phải tới, kiếp trước nàng gả vào Lâm gia cũng bởi vì hai nhà qua lại thân thiết, đã sống lại một kiếp mà vẫn không tránh được. Lâm Di gật đầu vâng. Tiêu thị lại nói tiếp, chúng ta từ Phúc Kiến trở về cũng chẳng mang theo thứ gì đáng giá, cũng không biết nên chuẩn bị quà thế nào mới phải. Vừa nói bà vừa cầm chén trà lên nhấp một ngụm cho nên mẹ nghĩ hay là tặng hai bức tranh. Một là gia đình có học thường quý tranh và chữ, hai là con am hiểu mấy món này, có thể giúp mẹ chọn quà. Tặng tranh vừa vận hợp với thân phận dòng dõi thư hương của nhà họ Lâm. Cha nàng xưa nay thích tranh chữ các loại, nên lúc ở Phúc Kiến siêu tầm không ít, thậm chí còn có mấy bức người thường khó mà có được. Đàm ma ma cười nói, để nô tỳ đi lấy tranh ra lâm di thuận tay đặt nút thắt đã tết xong vào khay đan bên cạnh tuy biết lâm gia và cả nhà nhị lão thái thái đồng thị có ý xấu với cha nhưng nàng thật sự không rõ đầu đuôi là thế nào lâm chính thanh là tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa nhưng ban đầu lâm gia rõ ràng đứng cùng lập trường với cha nàng không muốn gả cho lâm chính thanh nhưng không nhất định phải dùng biện pháp cực đoan để chống đối một là cha mẹ sẽ không cho phép hai là giữ mối quan hệ qua lại mới dễ đề phòng hơn Lâm Di giúp Tiêu Thị chọn bức tranh thanh nhã, không quá quý giá cũng không quá đặc biệt, là một lễ vật rất bình thường, phù hợp trong những dịp thế này. Tiêu Thị nhìn tới nhìn lui mấy lần mới bảo Đàm Ma Ma bỏ vào hộp gói lại cẩn thận. Nhìn vẻ trịnh trọng của Tiêu Thị, Lâm Di ngẩng đầu lên hỏi, dường như mẹ rất để tâm chuyện đến thăm Lâm gia thì phải. Tiêu Thị không giấu được tâm sự trên mặt, sau khi nghe được những lời Trần Doãn Viễn nói tối qua, bà chăn trở cả đêm. Mỗi lần nghĩ tới tình thế hiện giờ liền căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Tiêu thị nhíu mày, chúng ta đến Phúc Kiến ở một thời gian dài như vậy, trong kinh chẳng quen biết được mấy người, về sau. Nhắc tới tương lai, bà không khỏi thở dài, hỏi Lâm Di, con thấy kinh thành thế nào? Khí hậu tốt hơn Phúc Kiến rất nhiều có đúng không? Năm nay chúng ta ở lại kinh thành, không cần lo lắng chuyện lũ lụt nữa. Trần Doãn Viễn không muốn cho hai đứa con biết chuyện nên tiêu thị cũng chuyển đề tài, quay sang chọn trang phục cho Lâm Di. Ngày mai còn có những người khác nữa, đều là các tiểu thư dòng dõi thư hương cả, nói không chừng sẽ có thi thố thơ ca. Tới lúc đó con hãy liệu tình hình mà ứng phó. Lâm Di gật nhẹ. Tiêu thị nắm tay Lâm Di, cười bảo, đúng là chỉ có con mới giúp mẹ bớt lo. Nói tới đây bà không giấu được vẻ yêu phiền, ca ca con muốn học cưỡi ngựa, có rảnh con hãy đi khuyên nó một tiếng. Nhà chúng ta không có tước vị cha truyền con nối, tương lai vẫn nên theo con đường khoa cử thì hơn, còn mấy thứ võ kia, chỉ cần biết một chút là được rồi. Từ khi nghe Lâm Di hỏi tới chuyện phục tước, Trượng phu bà liền xem như là thật, bây giờ chẳng những mời gia sư cho Hoành ca mà còn định tìm thêm sư phụ dạy võ. Bà đúng là càng lúc càng không hiểu được suy nghĩ của Trượng phu, rõ ràng tương lai đang vô cùng khó khăn. Vậy mà giờ lại đột nhiên tràn trề hy vọng. Ra khỏi phòng tiêu thị, Lâm Di từ từ chiêm nghiệm những lời bà vừa nói. Xem ra chuyện của cha đã nghiêm trọng lắm rồi, bằng không ông đã không chuẩn bị cho cả nhà ở lại kinh thành. Lâm gia có liên quan gì đến chuyện của cha nàng? Theo những gì nàng loáng thoáng nghe được, đều là về thành quốc công. Lâm gia sống tại kinh thành nên sẽ không biết chuyện ở Phúc Ninh thành quốc công am hiểu hải chiến, đa phần quan lại của Phúc Kiến và Lưỡng Giang đều về phe thành quốc công. Dù sao cha nàng cũng từng nhậm chức ở cả hai nơi đó, chẳng lẽ Lâm Gia muốn qua cha nàng do hỏi chuyện ở Phúc Ninh và Lưỡng Giang? Kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để rồi hai nhà quyết định kết thân? Chuyện nàng thích hay ghét sẽ không ảnh hưởng tới quyết định thành hay bại của việc liên hôn giữa hai nhà, nhưng vẫn còn cách khác nếu cha biết được vào thời khắc mấu chốt lâm gia không thể dựa vào, hành sáu hoàn toàn không xứng với danh tiếng dòng dõi thư hương của bọn họ, lâm chính thanh còn là kẻ lấy oán trả ơn, vậy ông nhất định sẽ không đồng ý chuyện kết thân. Lâm di nghĩ tới đây liền quay lại dặn dò linh lung, bảo nghĩa mẫu của em sang báo cho lão thái thái chi chính biết chuyện ngày mai chúng ta sẽ đến lâm gia làm khách, để tính chúc tỷ tỷ khỏi phải sang đây. Tuy nàng không biết chuyện trong kinh nhưng nhất định lão thái thái chi chính biết. Hôm qua Bạch Thược tới đây không hề nói khi nào tính trúc tỷ tỷ sẽ sang. Linh lung ngẫm nghĩ một lúc mới vỡ lẽ. Tiểu thư muốn dùng chuyện này làm cái cớ. Linh lung thấp giọng đáp, nô tỳ biết rồi à. Lâm Di trở về phòng mình, quất hồng đã bày sẵn trang phục cho ngày mai để nàng chọn. Nàng ngồi xuống trên kháng gần cửa sổ, cầm sách lên đọc. Quất Hồng chọn vài bộ đơn giản đưa đến trước mặt Lâm Di. Không cần vội, Lâm Di chẳng buồn nhìn sang, cứ để đó đi. Chọn xong đồ còn phải là phẳng, sông hương, nếu không bắt tay chuẩn bị ngay bây giờ thì e sẽ không kịp. Nhưng tiểu thư đã nói vậy nên Quất Hồng đành để quần áo xuống giường. Khoảng một nén nhang, 30 phút, trôi qua, bên ngoài chợt vọng vào tiếng bước chân. Lâm Di khẽ mỉm cười, tới rồi nha hoàn ngoài cửa thông báo tứ tiểu thư đến lâm di để sách xuống đứng dậy đón lâm phương so với ngày thường hôm nay lâm phương càng thân thiện hơn vui vẻ nắm tay lâm di ta vừa có được mấy đóa hoa lụa nên muốn chia cho muội hai đóa muội nhìn xem có đẹp không nào bên trong chiếc hộp gỗ chạm trổ hình hoa hải đường là hai đóa hoa bằng lụa màu đỏ và hồng theo kim tuyến đây là kiểu vừa ra gần đây thôi Lâm Phương chỉ lên đầu mình, ta cũng có cài một cái này. Một đóa màu đỏ, một đóa màu hồng, đây là muốn nàng trang điểm diêm rúa chứ gì? Lâm Di nhận lấy hộp gỗ, Lâm Phương ra vẻ ngạc nhiên nhìn trang phục bầy trên giường gạch, muội muội chuẩn bị đi đâu thế? Lâm Di đáp lời, ngày mai mẹ muội muốn dẫn muội đến làm khách ở Lâm gia nên muội đang đắn đo chọn đồ. Tỷ tỷ đến đây thật đúng lúc, tỷ giúp muội xem thử nên chọn bộ nào đây. Lâm Phương không từ chối, tươi cười bước tới tỉ mỉ nhìn đống đồ trên giường. Ta thấy đều hơi đơn giản, tới nhà người ta làm khách nên ăn mặc rực rỡ một chút thì hơn. Rực rỡ thay vì đơn giản. Gia đình thư hương đa phần thích con gái dịu dàng tao nhã. Lâm Phương lại đề nghị ngược lại. Vừa muốn tới phủ huệ hòa quận chúa làm khách vừa muốn nắm chặt lâm gia không tha. Một cô tiểu thư mới 14 tuổi như Lâm Phương, thật không đơn giản chút nào lâm di bảo quất hồng đem tất cả y phục của nàng ra lâm phương chọn một bộ áo thêu đầy hoa thực dược phối với váy vàng nhạt còn đích thân chọn trang sức phù hợp lâm di mặc vào liền trông rực rỡ hẳn lên lâm di cười nói muội vẫn nên mặc cái áo màu tím nhạt kia thì hơn màu tím nhạt không đẹp bằng màu đỏ phối với màu vàng sẽ tầm thường hẳn đi lâm phương lập tức đồng ý góp ý cho lâm di xong lâm phương mới yên tâm rời đi khẽ nhách môi cười suốt quãng đường trở về nếu có thể khiến huệ hòa quận chúa yêu thích mình nàng ta sẽ có cơ hội quen biết nhiều phu nhân dòng dõi huân quý nói không chừng sau này sẽ có khả năng thành mệnh phụ như vậy cho dù đại lang nhà họ lâm có tiền đồ thế nào thì nàng ta cũng đành vứt sang một bên song như vậy không có nghĩa là bây giờ nàng ta sẽ chắp tay dân tặng cơ hội kết thân với lâm gia cho lâm di tuy trần gia có nhiều tiểu thư nhưng nàng ta muốn chỉ một mình nổi bật, hưởng hết mọi điều tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 18, lại tiến vào lâm gia. Tại sao tiểu thư lại muốn nhờ tứ tiểu thư góp ý về trang phục vậy? Thế cũng tốt, Lâm Phương mong được Lâm Chính Thanh để mắt, nàng vừa hay muốn ngược lại. Lâm Di cầm cái khóa khổng minh trên bàn lên, các ngón tay xinh đẹp của nàng thoăn thoát một lát đã lắp ráp hoàn chỉnh tha em hình. Linh Lung trở về đúng lúc nhìn thấy Lâm Di đặt cái khóa xuống bàn. Khóa khổng minh còn gọi là khóa bát quái hay khóa lỗ ban. Đây là trò chơi dân gian vô cùng phổ biến của người Trung Quốc. Sản phẩm này là kết tinh của kỹ thuật xây dựng cổ đại của người Trung Quốc. Theo truyền thuyết thì chính khổng minh sinh vào thời Tam Quốc, quân sư nổi tiếng của Lưu Bị là người nghĩ ra loại khóa này. Ý, linh lung kinh ngạc kêu lên, đây chẳng phải là khóa cửu căn mà nhị gia vừa mua được sao mới đó mà tiểu thư đã lắp xong rồi quất hồng thấy linh lung hoàn toàn ngó lơ đống quần áo trên giường thì chán nản ôm chúng vào phòng trong chốc lát sau linh lung cũng tới giúp một tay nhìn thấy vẻ không vui trên mặt quất hồng bèn nói yên tâm đi tiểu thư tự có tính toán riêng của mình quất hồng dừng tay chẳng qua là ta thấy tứ tiểu thư không hề có ý tốt lúc nào cũng ngấm ngầm tính kế tiểu thư nhà mình. Ngoài mặt thì ra vẻ như một nữ bồ tát nhưng ai biết trong bụng hiểm độc đến cỡ nào. Nói tới đây nàng đè thấp giọng hơn, nhị thái thái càng ghê gớm hơn, vừa rồi ta có ra ngoài một chuyến, nghe nói nhị thái thái là cư sĩ, không thích mùi khói lửa nên nhà bếp bên tử trúc viện không nổi lửa nấu cơm bao giờ, làm tây viện bên chúng ta cũng không được thổi lửa nấu cơm luôn vì sợ dầu khói thổi qua tử trúc viện, nhị thái thái ngửi thấy sẽ khó chịu. Bây giờ trời đang mát mẻ, đồ ăn không đến nỗi vừa múc ra liền nguội ngắt, nhưng vào đông thì làm sao đây? Tam thái thái, nhị ra và tiểu thư ngay cả cơm nóng cũng không có mà ăn, chỉ có thể chờ nhà bếp chính mang tới mà thôi. Đành chịu, sống nhờ nhà người ta thì cũng chỉ có thể nhịn. Biết quất hồng đau lòng cho tiểu thư bọn họ nên mới nhăn nhó như vậy, Linh Linh cười an ủi, bây giờ mới mùa xuân, còn lâu lắm mới vào đông, chưa biết chừng trước đó chúng ta đã trở về Phúc Ninh mất rồi. Hơn nữa tiểu thư chúng ta đã từng chịu thiệt dưới tay tứ tiểu thư lần nào đâu, tỉ sợ cái gì chứ? Nói cũng đúng. Hai nhà đầu đang nói chuyện thì chợt nghe thấy bên ngoài thông báo, thính chúc tỷ tỷ đến. Linh lung kinh ngạc mở to mắt. Tiểu thư cũng chỉ nhân tiện báo cho lão thái thái chi chính một tiếng, không ngờ lão thái thái lại phái thính chúc tỷ tỷ sang. Linh Lung cùng Quất Hồng ra khỏi phòng, một cô nương dung mạo thanh tú, mặc áo ngắn tay lỡ màu xanh, tóc trải kiểu song loa, khoan thai bước vào. Sau khi Thính Trúc bước tới hành lễ với mình, Lâm Di dẫn nàng tới ngồi xuống trên kháng. Nha hoàn ngoài cửa giáo rác ngó vào, Linh Lung và Quất Hồng cũng không xua đuổi, chỉ nhìn Thính Trúc đưa bức theo trong tay cho Lâm Di, nô tỳ xem cả ngày cũng không tìm ra cách, đành phải tới làm phiền tiểu thư. Lâm Di cười bảo Linh Lung và Quất Hồng đi lấy chỉ với đốt thêm đèn, từ tốn giảng giải phương pháp theo hai mặt cho Thính Trúc nghe. Tiểu Nha hoàn ngoài cửa nghe một lúc thấy vô vị thì cũng thôi, không nhìn nữa. Bốn người ngồi cùng nhau theo theo sửa sửa, thoáng cái đã qua hai canh giờ, Thính Trúc mới đứng dậy cáo từ. Thính Trúc đi thẳng một mạch trở về chỗ chi chính. Lão Thái Thái Chi Chính đang chơi bài tứ sắc với Bạch Ma Ma, Nhìn thấy Thính trúc thì đặt cây bài trong tay xuống bàn, nhấc chén trà lên uống. Lão thái thái, Thính trúc bước tới thưa, chỗ của Lục tiểu thư vẫn rất yên tĩnh. Vừa nói nàng vừa đưa bức thêu hai mặt cho lão thái thái chi chính xem. Mũi kim đều tăm tắp, cho thấy tâm người thêu vô cùng bình thản. Tứ tiểu thư giúp Lục tiểu thư chọn y phục áo tím phối với váy vàng nhạt, còn thêm một đóa hoa lụa hồng cài đầu lão thái thái chi chính nhướng mắt lên nhìn thính trúc, Lâm Phương có lòng thật. Lâm Di không hỏi ngươi mặc thế có ổn không ư? Thính trúc lắc đầu, lục tiểu thư có vẻ sẽ mặc thế mà đi à? Tiểu thư của các đại gia tộc, đừng cho rằng cả ngày ở trong phòng không ra cửa nên đơn giản, chỉ cần tới tuổi cập kê thì người nào cũng biết tính toán. Tuy Lâm Phương khá lanh lợi nhưng lại bị nhị lão thái thái và nhị thái thái điển thị chiều hư rồi. Đi nghe ngóng bên Lâm gia xem bọn họ rốt cuộc có ý gì. Sáng hôm sau, Lâm Di trang điểm xong xuôi liền cùng Tiêu thị lên xe ngựa. Cổng chính phủ Lâm gia đã mở rộng từ sáng sớm, sân vườn đều được quét dọn sạch sẽ. Lâm đại thái, thái thái Thỉnh An lão phu nhân xong thì đi ra ngồi dưới mái hiên chỉ đạo hạ nhân sắp xếp bày bàn tiệc. Hôm nay ngoài Trần Tam thái thái, bà ta còn mời thêm mấy vị phu nhân tiểu thư tương đối thân thiết tới. Lâm Đại Thái Thái căn dặn xong xuôi mọi chuyện mới trở về phòng. Chỉ lát sau đã có người tới báo. Dì Tiết tới. Dì Tiết là em gái ruột của Lâm Đại Thái Thái. Chồng mất sớm nên dì Tiết hiện sống cùng một trai một gái. Lúc rảnh rỗi thường đến Lâm ra trò chuyện với Lâm Đại Thái Thái. Lâm Đại Thái Thái tươi cười dẫn dì Tiết vào nhà. muội đến sớm thế. Dì Tiết cười bảo, ở nhà cũng chẳng có gì làm hai người thân thiết ngồi xuống kháng nói chuyện, nha hoàn trong phòng cũng lui ra ngoài. Dì Tiết kể, lúc vào nhà muội có nghe nói Thanh Ca đang học bài. Nghe nhắc tới con trai, mặt lâm đại thái thái sáng bừng lên, thằng bé này luôn vậy đấy, cứ học mãi chẳng chịu nghỉ ngơi, đôi khi ta nhìn cũng thấy đau lòng. Dì Tiết tỏ ra hâm mộ, tỷ tốt số mới sinh được đứa con trai như vậy. Nói tới đây dì Tiết ngừng một thoáng, Vinh ca nhà muội mà bằng được một nửa của thanh ca thì muội đã mãn nguyện, coi như có chút hy vọng vào tương lai rồi. Thấy gì tiết nói tới chỗ đau, lâm đại thái thái thôi cười, vội vã an ủi, thanh ca vươn lên thì ta cũng có chỗ khó xử đấy thôi. Dì tiết thở dài, muội biết chứ. Nói tới đây, dì tiết nói nhỏ hết sức có thể. Nếu tam lão ra nhà họ trần quả thực có chứng cớ đánh đổ được thành quốc công, tỷ định để thanh ca cưới trần lục tiểu thư thật sao? mấy ngày nay lâm đại thái thái cũng ngủ không ngon giấc vì nhiều tâm sự lợi ích gia tộc là trên hết nên bà ta cũng chỉ đành hy sinh hôn nhân của thanh ca sau này thanh ca vào hàn lâm viện còn sợ không lấy tới được một con phượng hoàng vàng sao trần tam lão gia trên danh nghĩa là con vợ cả nhưng có ai mà không biết cả trần gia đều nằm trong tay đồng thị đâu người nhà họ trần chẳng người nào dám đụng tới bên nhà mẹ của đồng thị cả nói không chừng tương lai trần tam lão gia còn bị đẩy ra khỏi vị trí con vợ cả xuống làm con vợ lẽ luôn ấy chứ hàn lâm viện tổ chức gồm các học sĩ học cao hiểu rộng văn hay chữ tốt chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu chỉ sắc dụ chế đây cũng chính là chuyện bà ta lo ngại nhất muốn lợi dụng trần gia rồi lại sợ bị cắn ngược lại đứa con trai quý báu bà ta vất vả nuôi lớn làm sao là thứ sành vỡ có thể sánh cùng được nhưng lâm lão phu nhân lại có ý muốn nắm bắt cơ hội này mà đánh đổ thành quốc công lại đâu phải là chuyện nhỏ không có quan hệ thông gia trần tam lão gia sẽ chẳng đời nào chịu để cho lâm gia lợi dụng nhưng trước khi chắc chắc có quật ngã được thành quốc công hay không trần tam lão gia chỉ là một chi châu hàng ngũ phẩm trần lục tiểu thư cũng chẳng có chỗ nào hơn người chi châu là một chức quan văn trong hệ thống quan chế triều đình thời xưa đứng đầu một phủ hoặc châu có quyền cao nhất cả về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt. Di tiết nhìn thấy vẻ băn khoăn trên mặt Lâm đại thái thái thì cũng cau mày, thử đề nghị, chẳng phải nhà tỷ còn một đứa con vợ lẽ sắp được ghi vào dưới tên của tỷ rồi ư? Mạo ca, chuyện này liên quan gì tới Mạo ca chứ? Di tiết thấp giọng nói, theo muội thấy, có thể để thằng nhóc đó cưới Trần Lục tiểu thư, sau đó tỷ ghi tạc con vợ lẽ vào dưới tên của mình như vậy quan hệ thông gia cũng không khác gì mấy lâm đại thái thái nhướng mắt nhìn trần gia không móc làm sao mà đồng ý di tiết cười nói tỷ quên rồi à có trần nhị lão thái thái đồng thị ở đó trưởng bối trần gia thể nào cũng đồng ý chưa kể lâm gia là dòng dõi thư hương có chỗ nào không xứng với con gái ông ta chứ nếu tỷ vẫn chưa yên tâm thì nhân bữa tiệc hôm nay sắp xếp chút sự cố Trần Gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong đầu Lâm Đại Thái Thái chợt lóe lên một ý định. Bà ta biết tính tình của tiêu thị, chỉ cần nói thêm mấy lời dễ nghe thì tiêu thị sẽ siêu lòng. Chưa kể dù gì cũng là con vợ lẽ, không phải con ruột của tỷ, cùng lắm thì khi cần cứ đẩy nó ra làm bia đỡ đạn. Tính tình mạo ca thế nào người trong phủ đều biết, mới 13 tuổi đầu mà đã thu vào phòng tận ba nha đầu. Lão gia yêu thương con hồ ly tinh kia nên vẫn đứng ra che chở mạo ca. Thậm chí bây giờ khi ả à hồ ly kia sắp chết còn muốn bà ta nhận nuôi thằng đó dưới danh nghĩa của mình. Dì Tiết nói tiếp, còn muội muội của mạo ca, ngũ tiểu thư, cũng là một đứa đầy tính toán, để ta sang chỗ con bé đó nói bóng gió vài câu, nó nhất định sẽ ra tay giúp tỷ. Sau khi xảy ra sự cố, trần gia lo ngại cho danh tiếng con gái nhà mình cũng chỉ có thể đã sai thì sai cho chót lúc đó tỷ cứ việc ra mặt làm người tốt coi như nề mặt trần gia mà nhận nuôi mạo ca lâm đại thái thái nghe mà lòng bàn tay dịn ướt mồ hôi làm vậy có ổn không đấy di tiết cười nói tỷ không nhớ nhà hoàng kinh lịch bên tông nhân phủ làm thế nào để cưới vợ cho con trai thứ a chưa kể tỷ vẫn còn có thanh ca chỉ cần thanh ca ra mặt tâm tư đám tiểu thư khuê các kia liền dục dịch, có phải tỷ chưa từng gặp phải loại chuyện này đâu. Lần trước cháu gái của Lâm Tam Thái Thái lén đi ngắm hoa, một mình, suýt chút nữa đã chạy vào thư phòng của Thanh Ca. Dì tiết bồi thêm, vì tương lai của con trai, sao tỷ không thử một lần. Một nơi như Phúc Ninh thì nuôi dạy ra khuê tú có lễ nghĩa được đến đâu chứ tới lúc đó cũng có thể đổ thừa rằng trần lục tiểu thư chưa từng ra khỏi cửa lớn nên không biết chừng mực trần lục tiểu thư không xứng với thanh ca nhưng vẫn được xem là vừa lứa với mạo ca thấy lâm đại thái thái gật đầu dì tiết quả quyết luôn chuyện này không thể chậm trễ muội sẽ đi sắp xếp ngay đây xe ngựa chạy tới trước cửa thủy hoa của lâm gia thì dừng lại nhà hoàn vén dèm xe lên đặt ghế đầu xuống đất rồi đỡ Tiêu Thị và Lâm Di xuống xe. Sau khi xuống xe, Lâm Di ngẩng đầu lên. Trời xanh thăm thẳm. Kiếp trước gả vào Lâm gia, nàng trùng khăn để Lâm Chính Thanh dẫn vào, chỉ thấy được mặt đất dưới chân. Khi đó nàng chỉ muốn hất tấm khăn dày nặng trên đầu để có thể ngẩng đầu nhìn lên trời. Bây giờ bước chân vào Lâm ra, nàng lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời lần này nàng không phải là tân nương mà là khách được bọn họ mời đến. Những gì không thấy rõ lúc tiến vào lâm gia kiếp trước, hôm nay nàng nhất định nhìn cho rõ. Hơn nữa, nàng còn phải để mẹ biết được lâm gia là nơi nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 19, Kẻ Thắng. Lâm Đại Thái Thái dẫn người hầu ra đón, nhìn thấy tiêu thị liền rơm rớm nước mắt, cuối cùng cũng được thấy cô trở về kinh thành chỉ mấy chữ nhưng lại khiến tiêu thị thổn thức không thôi. Mấy năm ở Phúc Ninh, tuy bình an nhưng tính ra cũng khổ đủ điều. Bà là tiểu thư lớn lên ở Kinh Thành, sau khi xuất giá liền theo trượng phu tới nơi cách quê nhà cả nghìn dặm. Tự là api riêng một nhà nào phải chuyện dễ dàng, trên có trượng phu dưới có một nam một nữ hãy còn bé bỏng, trong khi đó ở Phúc Ninh lại không có chỗ nương tựa, bảo không muốn trở lại Kinh Thành là giả tiêu thị ổn định lại tâm trạng, xoay người nhìn Lâm Di. Lâm Di nhanh nhẹn hành lễ với Lâm Đại Thái Thái. Lâm Đại Thái Thái tươi cười đỡ Lâm Di dậy, đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới hai lượt. Áo dao lĩnh màu tím với áo khoác ngoài màu hồng nhạt, tóc búi xoắn ốc tô điểm bằng một đóa hoa, ngũ quan cũng tinh tế. Có điều hơi thiếu sức sống. Giao lĩnh là loại áo cổ chéo, một trong những kiểu y phục thời xưa búi tóc xoắn ốc còn gọi là búi tóc đan loa. Bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt bà ta lại nói, đất ở Phúc Ninh tốt lắm hay sao mà nuôi ra được một mỹ nhân như thế này, chờ mấy năm nữa chỗ mã xong không biết còn thế nào nữa đây. Tiêu thị nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm tươi giói. Lâm Đại Thái Thái kéo tiêu thị đi vào nhà, Lâm Di cũng nối gót theo, sau khi qua khỏi cửa như ý bằng bạch ngọc, trước mặt liền có hai vị tiểu thư Lâm Gia đã đứng chờ sẵn. Lâm Đại Thái Thái chỉ vào cô bé tầm 14-15 tuổi mặc áo đối khâm màu xanh với áo khoác thêu hoa sen, nói, đây là Tam Tỷ Nhi Sơ Lam. Rồi lại chỉ sang cô bé mặc váy màu lục, đây là Ngũ Tỷ Nhi Sơ Nhu. Lâm Tam Tiểu Thư chững chạc nhu mì, Lâm Ngũ Tiểu Thư thì cười mở hơn nên chẳng mấy chốc đã nói chuyện khá thoải mái với Lâm Di, còn ngỏ ý muốn được nghe kể về cảnh non nước bên ngoài kinh thành, dáng vẻ như hết sức hâm mộ trước giờ muội chỉ toàn được đọc trong du ký của Trần Khánh, xa nhất là theo mẫu thân ra ngoài dân hương mà thôi. Trên đường đi, cô nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân rất hăng hái. Gió chậm rãi thổi vào khiến làn váy của nhóm nữ quyến khẽ lay động, nhìn qua như sương khói lãng đãng trên hành lang sơn son. Lâm Di nhìn về phía vườn trúc sau cổng, thì ra con đường này gần như vậy, ấy thế mà lúc trước nàng lại thấy như đi mãi vẫn không đến. Lâm Di chỉ nhìn thoáng qua một lần rồi rời mắt, khoan thai theo Lâm Đại Thái Thái vào sảnh tiếp khách. Lâm gia không giống như các phú hộ khác, thích bày biện khắp nơi khoe sự giàu sang. Trước sảnh tiếp khách của Lâm gia có trồng một hàng trúc, trong sân trồng khá nhiều tường vi, trên cổng vào còn có bảng hiệu theo thể chữ liễu, đường nét mảnh mai nhưng rõ ràng. Bất kỳ ai đến đây đều bất giác đưa mắt nhìn kỹ một lần. Kiếp trước, lúc hai nhà lần lượt trao đổi canh thiếp, Chữ viết trên canh thiếp của Lâm gia khiến người Trần gia đều cảm thán không thôi. Chữ trên canh thiếp là của Lâm Chính Thanh, cha nàng nói muốn viết thể chữ liễu đẹp thì tâm phải đoan chính, cho nên hẳn phẩm hạnh của Lâm Chính Thanh sẽ không tệ. Tờ giấy viết tên họ, tuổi tác, tổ tông của tân nương và tân lang trong ngày đính hôn để hai bên nhà trai nhà gái trao đổi cho nhau, còn gọi là bát tự thiếp. Bây giờ ngẫm lại, nàng bất giác cười khẽ một tiếng. Đến khi nhóm nữ quyến đều tiến vào sảnh, cuối hành lang mới xuất hiện hai bóng người. Nhà hoàn tiến lên tỉnh An, đại gia, thái thái có bảo lát nữa khách tới đông đủ thì mời ngài qua đấy chào hỏi. Lâm chính thanh gật đầu, nhà hoàn kia mới lui ra. Người vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn bảng chữ chính là Trần Lục Tiểu Thư, y phục tím nhạt chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có đôi mắt kia là trong trẻo đến mức như phản chiếu được toàn bộ mây trên trời. Đầu mày khóe mắt đầy ý cười nhưng lại không nhìn ra được tâm trạng thật. Hắn có cảm giác mình đã gặp đôi mắt này ở đâu đó. Tựa như hắn mơ hồ cảm thấy mảnh đất phía đông của phủ hẳn là đã xây một căn tiểu viện, nhưng khi tới đó lại không thấy gì. Mấy chuyện xảy ra gần đây vừa kỳ quái lại vừa thú vị. Lâm Chính Thanh khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Không nhìn thấy Lâm lão phu nhân, Tiêu thị liền hỏi thăm. Lâm Đại Thái Thái thở dài, trở trời nên bệnh cũ của lão phu nhân lại tái phát, nhức mỏi cả đêm, mãi đến sáng mới ngủ được. Tiêu thị vừa định nói gì thêm thì bị hầu thái thái của quan chăn ngựa ti kinh cục ngồi cạnh đó cướp lời. Vậy lát nữa chúng tôi xin phép được đến vấn an lão phu nhân. Nói tới đây, hầu thái thái nở nụ cười thật tươi. Mấy ngày trước lão gia nhà tôi làm quen được với một vị hạnh lâm tiên sinh, nghe nói người này có một phương thuốc cổ chuyên trị các bệnh đau đầu mãn tính. Hai mắt Lâm Đại Thái Thái bừng sáng, không biết có thể mời vị hạnh Lâm tiên sinh mà Hầu Đại Thái Thái vừa nhắc đến khám cho lão phu nhân nhà ta không? Hầu Đại Thái Thái nói, tôi cũng có ý định đó, chẳng qua vị tiên sinh kia không dễ tìm lắm, sau khi khám bệnh cho nhà tôi xong, ông ấy đã lên đường đến Sơn Đông mất rồi. Tôi đã bảo tĩnh tỷ nhà tôi chép lại phương thuốc, hôm khác tỷ tỷ hãy mang tới cho thái y viện nhìn qua, nếu đáng tin thì chúng ta đi tìm vị tiên sinh kia cũng không muộn. Thiếu nữ dung mạo ngọt ngào ngồi cạnh hầu đại thái thái, tức hầu nhị tiểu thư, lấy phương thuốc ra, nha hoàn cạnh đó vội vàng nhận lấy đưa cho lâm đại thái thái. Nhìn phương thuốc này, ánh mắt các thái thái và tiểu thư trong phòng đều mang vẻ vẻ chế giễu như có như không. Hầu ra bày tỏ tâm tư muốn kết thân quá rõ ràng rồi nhóm người trò chuyện thêm một lúc mới bắt đầu khai tiệc, chúng tiểu thư người nào người nấy xinh đẹp như hoa ngồi cùng một chỗ, khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Hai vị tiểu thư tề ra dẫn tới ngồi cùng nhau, cười cười nói nói một lúc đã thu hút khá nhiều tiểu thư gần đấy tới nhập bọn. Cuối cùng tất cả đều dồn về một phía, chỉ còn lại mỗi mình hầu nhị tiểu thư đưa ra phương thuốc khi nãy. Ăn tiệc xong, các thái thái tụ tập ngồi nói chuyện phiếm, bảo nha hoàn đưa chư vị tiểu thư ra vườn hóng mát, rất nhanh sau đó liền có người đề nghị thi làm thơ. Họ đang ở nhà của dòng dõi thư hương như lâm gia, rõ ràng không thể thiếu mấy hoạt động liên quan tới văn chương. Hai vị tiểu thư lâm gia là chủ nhà, dĩ nhiên vội vàng cho người đi chuẩn bị. Cuối cùng mọi người chọn yên ba đình làm nơi tỉ thí, lâm tam tiểu thư cho nha hoàn răng rèm chúc, vừa để tránh nắng vừa để tránh tầm mắt của người ngoài. Sau khi bày sẵn giấy, mài xong mực, Lâm Tam tiểu thư đề nghị lấy hoa hạnh làm chủ đề. Chư vị tiểu thư thay phiên nhau làm thơ, hai tiểu thư Lâm gia và hai tiểu thư Tề gia bất phân thắng bại, Lâm Di cũng chỉ làm một bài bình thường, không quá hay cũng không quá dở, vừa đủ để qua ải. Y phục tím nhạt trên người khiến Lâm Di không được trưởng bối chú ý, nhưng thành ra lại giúp nàng tránh khỏi sự bài xích của các vị tiểu thư vì vậy mọi người nhanh chóng vây quanh nàng cười nói hết sức thân thiết hầu nhị tiểu thư bị bỏ mặc một mình chỉ biết cúi đầu mân mê mép váy lấy lý do để tìm cảm hứng vài vị tiểu thư ngỏ ý muốn đi dạo trong vườn một vòng khi nha hoàn bưng điểm tâm và trà hoa cúc vào cũng chính là lúc tới phiên lâm di làm thơ nàng cầm bút lên vừa khẽ chấm mực thì cánh tay đụng phải nha hoàn bưng khay trà nước trà ấm nóng lập tức đổ ra Hầu nhị tiểu thư ối, một tiếng, nhanh tay kéo Lâm Di lại, nhưng áo Lâm Di vẫn bị nước trà làm ướt một mảng. Nha Hoàn cuống quýt quỳ xuống nhận lỗi, nô tỳ đáng chết, đều tại nô tỳ không cầm chắc hay. Dứt lời mặt Nha Hoàn đã như sắp khóc tới nơi. Lâm Tam tiểu thư bước tới xem xét, Lục tiểu thư không bị bỏng chứ? Do đám nô tỳ không hiểu chuyện, vụng về làm hại tới Lục tiểu thư rồi chỉ bị ướt đồ chứ không bị bỏng nên Lâm Di khoát tay, không sao. Vừa nói nàng vừa nhìn tiểu nha hoàn, mau đứng dậy đi. Tiểu nha hoàn như được đại xá, vội vã cúi đầu lui ra ngoài. Lâm Di cười nói, đừng vì tôi mà khiến mọi người mất hứng. Chúng ta cứ tiếp tục làm thơ đi. Lâm Tam tiểu thư ấy náy xin lỗi, nói gì vậy? Nói tới cũng đều tại ta. Nói tới đây nàng ta bước tới kéo tay Lâm Di, Y phục của muội muội bị ướt rồi, vào phòng ta đổi đồ khác đi. Lâm Di còn chưa mở miệng, Lâm Ngũ tiểu thư đứng cạnh đó đã cười bảo, "Tỷ tỷ đi thì ai chủ trì ở đây, hay để muội đưa Lục tiểu thư đi, phòng muội cách đây không xa, chẳng phải sẽ tiện hơn tỷ sao?" Lâm Tam tiểu thư do dự nhìn Lâm Di. Lâm Ngũ tiểu thư tỏ ra thân thiện một cách dị thường, "Tỷ tỷ sợ muội bắt cóc Lục tiểu thư hay sao thế?" lâm tam tiểu thư bật cười ăn với chả nói trêu đùa qua lại thêm hai câu lâm di theo lâm ngũ tiểu thư đi thay y phục lâm ngũ tiểu thư kéo tay lâm di vừa đi vừa giới thiệu cảnh trí trong vườn dọc hành lang sơn son có treo rất nhiều câu thơ đều là các tác phẩm xuất sắc của các danh nhân tài tử từ cổ trí kim càng đi sâu vào càng thơm ngát hương hoa chứng tỏ bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ qua khỏi đây là đến rồi lâm ngũ tiểu thư nói xong thì nhìn về phía linh lung vẫn đi theo sau hai người để vị tỷ tỷ này cùng tuệ nhi tới phòng muội trước chọn bộ y phục rồi là sẵn trước để lát nữa lục tiểu thư không phải tốn thời gian lựa chọn linh lung hơi do dự lâm di lại nói em qua đó trước đi linh linh nghe vậy mới gật đầu nhanh chân đi theo tuệ nhi lâm ngũ tiểu thư nói mấy ngày nay trong nhà đang phơi mực tỷ tỷ vào có thấy cũng đừng chê bừa nhé hoạt động phơi mực trong nhà dòng dõi thư hương chính là các vãn bối tụ tập lại làm thơ vẽ tranh, tranh thơ sau đó sẽ được phơi nắng ở hậu viện. Đây cũng là một cách đốc thúc hậu bối chăm chỉ học hành, bằng không sẽ phải mối mặt khi nhìn thấy chữ xấu của mình trưng bày trước mắt tất cả mọi người. Lâm gia có lâm chính thanh, có thể thấy chất lượng thành phẩm được phơi sẽ cao tới đâu, là ai cũng sẽ muốn mau qua đó xem thử. Quả nhiên Lâm Di cũng hơi hứng thú. Lâm ngũ tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện thuận lợi một cách bất ngờ, đúng là hệt như lời gì tiết nói, khuê tú ở Phúc Ninh ít gặp phải sự đời nên rất dễ bị mắc lừa. Băng qua sân cỏ chính là nhiễm mặc cư, viện của nàng ta ở cạnh nhiễm mặc cư, nhưng lát nữa Trần Lục tiểu thư có mê mải nhìn thơ tranh của đại ca mà đi nhầm đường cũng không thể trách nàng ta. Nàng ta ở ngoài đóng cửa lại, Trần Lục tiểu thư sẽ ở cùng một chỗ với nhị ca. Nàng ta chỉ cần thừa dịp Trần Lục tiểu thư không chú ý âm thầm rút lui, sau đó làm như lạc mất người, hô hào bảo bà tử nha hoàn đi tìm, chuyện này sẽ không thể nào che giấu được nữa. Việc Trần Lục tiểu thư đến lâm gia chơi đi lung tung rồi gặp họa không liên quan gì tới nàng ta, cho dù trưởng bối trong nhà muốn trách phạt, nàng ta cũng chỉ bị cấm cửa mấy ngày là cùng. Nói sao đi nữa thì Trần Lục tiểu thư cũng là tiểu thư con dòng chính ca có được mối hôn sự này xem như hời to rồi. Nàng ta và ca chính là cái gai trong mắt mẫu thân, mẫu thân nhớ công tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta. Lâm ngũ tiểu thư thầm hớn hở khi thấy Trần Lục tiểu thư đang từng bước đi vào cái bẫy mình đã giăng sẵn. Nàng ta lặng lẽ buông tay Lâm Di, âm thầm đi chậm lại phía sau, chỉ chờ Lâm Di đặt chân vào nhiễm mặc cư. Lâm Di đang đi thì chợt dừng chân, quay đầu lại kéo tay Lâm Ngũ Tiểu Thư. Lâm Ngũ Tiểu Thư không kịp phản ứng, đành trơ mắt nhìn mình bị Lâm Di đẩy lên phía trước. Muội muội đây là đang dùng cách khác để hại ta sao, may mà ta phát hiện sớm. Nghe vậy Lâm Ngũ Tiểu Thư nhất thời đồ môi lạnh, bất giác đặt chân vào nhiễm mặc cư trước Lâm Di một bước. Mãi một lúc sau Lâm Ngũ Tiểu Thư mới phản ứng lại được, tỉ tỉ, tỉ. Nàng ta chưa nói hết câu thì cửa đã đóng lại, theo sau đó là tiếng cải chốt. Lâm ngũ tiểu thư cuống quýt chạy tới đẩy vài cái, cửa vẫn không chút suy xuyền, tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Nàng ta vốn định nhốt trần lục tiểu thư, ai ngờ suy tính cả buổi, người bị nhốt lại chính là nàng ta. Lâm ngũ tiểu thư cuống cuồng đập cửa, tiếng ồn đã đánh động tới lâm nhị ra bên trong. Lâm Di đứng bên ngoài nghe tiếng đàn ông hắng giọng bên trong thì không khỏi mở to mắt. Lần trước Lâm Chính Thanh đưa bức theo tới chỗ lão thái thái chi chính, nàng không ra tay hỗ trợ vì không muốn lưu lại ấn tượng tốt với Lâm gia. Một cô gái tư chất bình thường như nàng trong mắt bọn họ làm gì xứng với Lâm Chính Thanh, Lâm gia lần này mở tiệc chiêu đãi mẹ con nàng, tất nhiên là có ý định muốn dò xét nàng. Nàng đã cân nhắc hết mọi khả năng. Người từng bị sập bẫy rồi sẽ luôn nhìn xa hơn người khác vì không muốn lại dẫm lên vết xe đổ lâm ngũ tiểu thư thân thiện với nàng dù chỉ mới gặp lần đầu thái độ của tiểu nha hoàn lúc đổ nước trà lên người nàng đề nghị nàng vào nội viện đổi y phục dọc đường không hề gặp bà tử nha hoàn nào linh lung bị lấy cớ tách khỏi nàng cho dù nàng không chuẩn bị tâm lý trước cũng nhìn ra được ngay bọn họ cho rằng nàng là đồ ngốc sao đây là phủ của lâm gia chứ không phải phủ ở trần gia sao nàng có thể tùy tiện đi lại không lớn lên ở kinh thành không có nghĩa là nàng không hiểu lễ tiết cứ vậy đi nhẹ nhàng trả một đòn để lâm ngũ tiểu thư tự nhận quả đắng mình gieo huynh muội ở cùng nhau tính ra nàng cũng chẳng hại gì đến danh tiết của lâm ngũ tiểu thư ngược lại nàng còn phải cảm ơn lâm gia chưa gì đã khiến nàng dễ dàng thắng được trận đầu tiên lâm di lùi lại hai bước theo ta biết thì ở trong kinh người làm thơ thua mới bị phạt muội muội muốn phạt ta nên mới dẫn ta tới đây bằng không sao lại đuổi nha hoàn bà tử đi rồi lừa ta vào nhiễm mặc cư nói tới đây nàng khẽ cười một tiếng hay muội muội ở trong đó nghĩ một bài thơ trước đi ta bảo hạ nhân đi mời các vị tiểu thư khác tới đây chúng ta thi thố một trận xem ai thua sau cánh cửa lâm ngũ tiểu thư trợn mắt há hốc mồm không biết nên nói gì cho phải thế rồi bên ngoài chợt vọng đến tiếng người tiểu thư tiểu thư ở đâu vậy? Lâm Di lên tiếng đáp lại. Nhất thời máu trong người Lâm Ngũ tiểu thư như đông lại, bây giờ mà hạ nhân vào trong nhìn thấy ca ca, phía bị cười nhạo sẽ chính là Lâm Gia. Tỷ tỷ thân mến, Lâm Ngũ tiểu thư cố định thần, làm gì có chuyện muội muốn lừa tỷ vào nhiễm mặc cư chứ? Ta nhìn thấy hết rồi. Lâm Di cười nói, bóng của muội muội in trên tường rõ ràng là đang định đẩy ta không ngờ lại bị bắt gặp lâm ngũ tiểu thư cố vớt vát muội chỉ muốn đùa với tỷ tỷ tí thôi muội muội đúng là làm ta giật cả mình nếu không nhờ ta phản ứng mau thì người đang bị nhốt chính là ta rồi muội muội nhất định phải tỉ thí với ta chuyện này mới cho qua được thi làm thơ chỉ là làm thơ cũng chẳng có gì to tát lâm di nói cho muội muội ra đề đấy Lâm Ngũ tiểu thư đành viết chủ đề lên giấy, luồn ra ngoài qua khe cửa. Lâm Di mở giấy ra, cười nói, "Được, ta sẽ viết một bài rồi bảo người chuyển vào cho muội muội." Nói cách khác thì toàn bộ tiểu thư có mặt ngày hôm nay sẽ biết chuyện. Lâm Ngũ tiểu thư thoáng cái liền ỉu xìu. Lâm Di mỉm cười, nàng đúng là muốn để tất cả mọi người biết được đấy, bằng không Lâm gia sẽ chối tội, ngược lại còn nói là nàng hại Lâm Ngũ tiểu thư tới lúc đó nàng có miệng cũng không phân bua được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 20, trêu ngươi. Lâm Di dẫn Linh Lung khoan thai trở lại đỉnh Yên Ba. Hầu nhị tiểu thư ân cần bước lại hỏi thăm, sao vẫn chưa thay đồ vậy? Y phục của nàng là màu tím nhạt, có bị ướt nước trà cũng chẳng nhìn rõ mấy, đi một vòng khô rồi thì không còn vấn đề. Lâm Di mỉm cười đáp, chỉ bị ướt một chút, không cần phiền phức như thế. Có điều được Ngũ tiểu thư dẫn đi dạo quanh vườn, dọc đường thấy không ít hoa cỏ đẹp. Nghe tới đây mọi người mới phát hiện Lâm Di chỉ dẫn theo nha hoàn trở lại, vậy. Lâm Tam tiểu thư hỏi, "Thế còn ngũ muội muội?" Lâm Di bước tới cầm bút lên, thong thả nói, "Ngũ tiểu thư muốn tỉ thí làm thơ với ta, mọi người đừng nói gì vội, không lát nữa ngồi ấy lại chối không chịu nhận." Vừa nói nàng vừa đặt bài thơ ngũ tiểu thư viết sang một bên. Lâm Di viết xong, mọi người vây lại cầm xem, hai mắt liền sáng lên. Không chỉ mình lâm tam tiểu thư mà hai vị tiểu thư tề ra cạnh đó cũng quay lại tỉ mỉ đánh giá Lâm Di từ đầu tới chân những hai lần. Không ngờ trần lục tiểu thư lớn lên ở thành nhỏ như Phúc Ninh mà lại có bản lĩnh nhường này, chỉ là một bài thơ đã đủ lấn át người khác. Lâm Di cầm tờ giấy lên thổi cho khô mực rồi đưa cho tiểu nha hoàn cạnh đó. Nhanh đi tìm ngũ tiểu thư nhà ngươi đi. Tiểu nha hoàn nọ thoáng sửng sốt vì không biết ngũ tiểu thư đang ở đâu. Cầm bài thơ tiến lên hỏi lại phát hiện tiểu thư trần gia không có vẻ gì là muốn nói rõ. Tất cả mọi người dần hiểu ra. Tỷ muội tề gia cũng đảo mắt nhìn quanh. Lâm Di nâng chén hoa mai lên hớp một ngụm nhỏ. Trà ở Lâm gia đúng là hảo hạng uống vào miệng thơm ngát. Chén hoa mai, chén trà bằng sứ có in hình hoa mai. Nàng đi rồi hẳn lâm ngũ tiểu thư sẽ kêu to tìm người mở cửa cho mình, ít nhiều gì cũng sẽ có gia nhân biết chuyện. Nàng không cần vạch trần lâm ngũ tiểu thư ngay trước mặt tất cả mọi người. Dừng ở đây là vừa đúng. Chừng một tuần trà sau, 15 phút, lâm ngũ tiểu thư lúng túng trở về, trả bài thơ lại cho lâm di, tỷ tỷ thắng rồi, muội không làm được vế dưới. Lâm Tam tiểu thư cũng ngượng ngùng nói theo, Trần Lục tiểu thư làm vế thơ này quá hay, ta cũng không đối nổi. Tỷ muội tề ra đưa mắt nhìn nhau, có thể chiến thắng hội thi làm thơ ở Lâm gia thật sự không hề dễ, dẫu không phải là con gái dòng dõi thư hương thế gia thì cũng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Thấy sắc trời đã không còn sớm, chúng tiểu thư kéo nhau trở lại sảnh tiếp khách lâm đại thái thái lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa sau đó còn tự mình ân cần đưa tiễn tất cả lên xe hai tiểu thư tề ra một trái một phải ngồi cạnh tề nhị thái thái hai nàng quay sang nhìn nhau không khỏi cười khẽ tề nhị thái thái ở giữa không hiểu nhưng đầu nhìn hai đứa con gái xảy ra chuyện gì mà hai con vui vẻ như vậy tề tam tiểu thư che miệng trần lục tiểu thư thật là một người thú vị Tề nhị thái thái sáng mắt lên, tò mò hỏi, sao con lại nói thế? Tề tứ tiểu thư giành đáp trước, theo con thấy thì lâm tiểu thư xem thường người ta từ Phúc Ninh tới nên cố ý làm khó, không ngờ lại bị trần lục tiểu thư đánh bại, hai tiểu thư lâm ra thua mà chẳng nói được lời nào. Nghe vậy tề nhị thái thái kinh ngạc đến không nói nên lời. Hai tiểu thư nhà họ lâm ở trước mặt người khác lễ nghĩa chu đáo, không giống hạng sẽ tùy tiện làm bậy. Tề Tam Tiểu Thư nói, mẹ không tin thì để con đọc lại vế thơ của Trần Lục Tiểu Thư cho mẹ nghe. Trần Lục Tiểu Thư dùng câu trân trọng để sáng tác đấy. Trân trọng còn có nghĩa là, phải biết yêu quý, là muốn bảo ai yêu quý thân phận của mình, lại còn khiến hai vị Tiểu Thư lâm ra không viết ra được câu dưới. Nếu không nhờ Trần Lục Tiểu Thư mỉm cười cho qua thì e là cuộc vui sẽ dừng tại đó. Thế nên bây giờ nhớ tới ánh mặt thản nhiên nhưng mơ hồ như mặt nước gợn sóng trong gió nhẹ của Trần Lục Tiểu Thư, nàng mới thấy thú vị. Tề tứ Tiểu Thư cũng cười nói, cầm bài thơ này đến Thư viện Quốc tử giám cho ca ca xem, nhất định ca ca cũng sẽ tán thưởng. Xe ngựa của Tề ra đi xa dần, Lâm Di chỉ còn nghe được tiếng động từ xe ngựa nhà mình. Tiểu thị cảm thấy Lâm Di im lặng một cách khác thường thì quay sang nhìn nàng chỉ thấy con gái ủ rũ cúi đầu. Mẹ, con có chuyện muốn hỏi, chẳng qua không biết nên mở lời thế nào. Trước giờ chưa từng thấy Lâm Di tỏ ra trịnh trọng như vậy, tiêu thị thoáng giật mình, là chuyện gì mà khiến con đắn đo vậy? Lâm Di ngẩng lên nhìn tiêu thị, nói rõ ràng từng câu một, lần này mẹ dẫn con đến Lâm gia là muốn để con gặp người nào đó sao? Nói rồi nàng thuật lại chuyện Lâm ngũ tiểu thư dụ nàng vào nhiễm mặc cư con nghe được trong phòng có tiếng đàn ông ho khan. Tiêu thị sợ hết hồn, khiến bình sông hương bột hoa cúc trong xe lăn ngay bên chân Lâm Di, thật sự. Có chuyện, như vậy. Lâm Di cục mắt nhìn xuống, làm sao con dám nói bừa loại chuyện này. Tiêu thị nghĩ mãi vẫn không ra, tay run lẩy bẩy, tại sao? Lâm ra lại. Lâm Di không nói thêm gì nữa, chỉ cần lưu lại một cái rằm nhỏ trong cổ họng người Lâm ra là đủ dám nhỏ nhưng âm ỉ lâu, ai đụng vào cũng thấy đau. Đưa tiễn khách khứa về hết, dì tiếp theo lâm đại thái thái vào phòng ngồi, chưa nói được hai câu thì vợ cung nhị bước vào nói nhỏ bên tai lâm đại thái thái mấy câu, sắc mặt lâm đại thái thái liền trở nên vô cùng khó coi. Ngồi mãi trong sảnh tiếp khách vẫn không thấy tin tức gì của Trần Lục Tiểu Thư như trong dự kiến. Bà ta cũng biết kế hoạch đã không thành công, chỉ là bà ta không ngờ lại có kết quả như vậy sơ nhu bị trần lục tiểu thư nhốt vào nhiễm mặc cư lâm đại thái thái gần như giận điên lên đi gọi lâm sơ và nhị gia đến đây ta muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện vợ cung nhị cúi đầu vội vàng ra ngoài làm việc chỉ chốc lát sau lâm ngũ tiểu thư đã ủ ê đứng trước mặt lâm đại thái thái trần lục tiểu thư bảo là đối thơ thì ngươi liền thừa nhận khi đó đã bị trần lục tiểu thư bắt tại trận nàng ta không thừa nhận thì còn làm thế nào được nữa. Lâm sơ khẽ gật đầu. Ngu xuẩn, Lâm đại thái thái buột miệng mắng. Lâm ngũ tiểu thư nói như sắp khóc, Trần lục tiểu thư nói dọc đường không thấy hạ nhân, còn bảo rằng là con cố tình dụ cô ta tới chỗ hẻo lánh, nếu chuyển ra bên ngoài người ta sẽ nghĩ lâm ra chúng ta. Tức là mới bị nói vài câu đã sợ hãi, thừa nhận ngay trước mặt tất cả tiểu thư nhà khác lâm đại thái thái nghiến răng không còn lời nào để nói lâm ngũ tiểu thư nhìn về phía dì tiết ngồi cạnh đó thấy dì tiết gật đầu thì tiến lên một bước mẫu thân đều do con gái mải trêu đùa trần lục tiểu thư mới gây ra chuyện sau này con gái không dám nữa dù sao cũng không ai chứng kiến cứ khăng khăng nhận mình chỉ trêu đùa là được lâm đại thái thái cười lạnh trêu đùa đồ vô dụng này không nhắc tới chuyện đối thơ thì làm sao Trần Lục Tiểu Thư lại chuyển đề tài tới đó. Tám phần là bị người ta nhìn ra sơ hở rồi. Trần gia mà biết được. Nói lớn thì sẽ nghĩ tới vấn đề nam nữ cùng phòng. Nói qua loa sẽ cho rằng Lâm Gia coi thường gia đình của Trần Tam Lão Gia vừa từ Phúc Ninh trở về. Nói tới nói lui, sau này hai nhà gặp gỡ. Cho dù tránh không nhắc tới cũng vẫn có khúc mắc. Lâm Chính Thanh lắng nghe kỹ càng chuyện chư vị tiểu thư thi thố làm thơ ở Đình Yên Ba xong thì cầm vế thơ không ai đối lại được của Trần Lục tiểu thư lên nhìn. Bài đầu tiên bình thường không thể bình thường hơn, khiến người khác nhìn không ra có chỗ nào xuất sắc. Sau khi nhốt ngũ muội vào nhiễm mặc cư, Trần Lục tiểu thư mới bộc lộ tài năng, tựa như bất đắc dĩ bị buộc phải ra mặt để khỏi bị người khác xem thường vậy. Đệ nói là Trần Lục tiểu thư bắt gặp cái bóng của ngũ muội. Lâm nhị ra gật đầu, chính là vì thế nên ngũ muội mới không còn đường chối. Cái bóng. Giờ mùi, một giờ ba giờ trưa, bóng sẽ đổ hướng nào? Trần lục tiểu thư nhìn thấy được mà ngũ muội lại không thấy. Lâm chính thanh bật cười, muốn đùa bỡn người khác nhưng lại bị người khác xoay vòng vòng. Thân là người nhà, hắn còn phải đỏ mặt thay bọn họ. Đi nhìn cột nhà đi. Gì cơ? Lâm nhị ra nghe không hiểu. Lôi ngũ nguội đi nhìn xem cột nhà đổ bóng hướng nào. Nghe vậy lâm nhị ra mới hiểu ra, trợn to cả hai mắt. Không cần đi nhìn cột nhà hắn cũng biết bây giờ bóng đổ về phía đông. Ca, chúng ta bị lừa rồi. Lâm nhị ra tỏ ra đau khổ. Nghe đệ đệ nói hai chữ chúng ta, lâm chính thanh lập tức nhíu mày, đừng tính cả hắn vào có được không, kế hoạch ngu xuẩn như vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt thơ ơ kia, trong mắt Lâm Chính Thanh thoáng xẹt qua tia sáng. Một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau khi được Tiêu thị kể lại chuyện xảy ra ở Lâm gia cho nghe, Trần Doãn Viễn gọi Lâm Di đến hỏi lại một lần nữa mới dám tin, Lâm gia thật sự quá quắt như vậy. Sau này Lâm gia mời tiệc đều không đi. Vốn nóng tính, Trần Doãn Viễn đập mạnh tay xuống bàn, khiến đồ sứ bày trên bàn nghiêng ngả không ngờ trượng phu sẽ tức giận như vậy, tiêu thị cẩn thận hỏi, nếu lâm gia muốn kết thân thì sao? Lúc trong sảnh tiếp khách, lâm đại thái thái đối xử với bà hết sức niềm nở. Trần Doãn viễn cười lạnh, thế ra trăm năm làm gì có nhà nào vô lễ như vậy? Kết thân? Với ai? Lâm Đại Lang, vậy sao không quang minh chính đại ngỏ ý? Tám phần là thấy đảng gái không xứng nên mới phải lén lút giở trò. Tiêu thị cũng nhíu mày, ý lão gia là lâm nhị gia là con vợ lẽ bản lĩnh chẳng được bao nhiêu ngay cả tú tài cũng không đậu nổi tiêu thị tỏ ra không dám tin không thể nào biết đâu lâm di ở ngoài cửa nên nghe nhầm dù sao cũng là bạn khuê phòng lớn lên cùng nhau đối xử với bà lại thân thiết như vậy sao có thể làm ra loại chuyện đó trần doãn viễn nghiêm mặt không nói lời nào lâm di xưa nay luôn chững chạc trước tuổi sẽ không nói những điều chưa chắc chắn. Tiêu thị thở dài, chúng ta vốn cũng đâu nghĩ tới chuyện cùng lâm gia. Trần Doãn Viễn nghe tới đây vẻ mặt mới dịu lại. Vành mắt tiêu thị bắt đầu đỏ lên, ta cũng chỉ lo lắng cho lão gia, nếu không kết thân với lâm gia thì lão gia phải làm sao bây giờ? Lão gia mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ con ta biết làm thế nào? Trần Doãn Viễn đứng lên, bất luận thế nào ta cũng tuyệt đối không bán con gái cầu vinh lâm di cùng linh lung ngồi trên kháng cặm cụi thêu thùa quất hồng bưng thêm một ngọn đèn đến mấy ngày nay tiểu thư thêu suốt đêm để cho kịp rồi mắt bị ảnh hưởng gì thì sao hay tiểu thư đi nghỉ đi để em và linh lung thêu phần hoa cỏ ngoài rìa trước cho lâm di vẫn không ngừng đưa kim thêu đồ thêu hai mặt rất khó làm còn phải làm gấp bên lâm gia đã giải quyết xong nhưng kế tiếp vẫn còn chuyện quan trọng hơn phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn